nước sôi rồi, rồi đã có nước nóng rồi, nước đã vào rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mang xuống để đổ ra pha bớt cho Sam, để tắm cho Sam các bạn nhé. Rồi đây là để tắm cho Sam nhá. Mình sẽ pha nước các bạn nhé. Chén luôn cả. Đá này rất là tốt, các bạn phải dùng để uống cả nước luôn này. Bạn Việt Nam hay uống nước của lá trà xanh các bạn. Tắm tắm đi, tắm cho mát vào, tắm cho sạch cái áo nha. Thank you.
Thank you.